Tôn trọng rất là lớn để dành cho các chị Ngọc. Thì các bước đường rời xa em định để đến phòng thu cùng với Ngọc, Kiều Ngọc và để chỉnh sửa những cái chỗ nào hợp lý nhất và nổi bật nhất của bài để mà gửi tặng cho tất cả quý vị khán giả những điều bất ngờ nhất. Màu sắc trong gia đình này chắc chắn rằng là như Ngọc đã từng nói đó là một cái định hướng, một cái tương lai về lâu dài trong cuộc.